Sáng ngày 12 tháng 6, Ban Chỉ huy Công an thành phố Phú Quốc Kiên Giang cho biết đang tạm giữ hung thủ trong vụ giết người xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 11 tháng 6 trên đường 30 tháng 4, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc đó, sáng 11 tháng 6, Trần Văn Thuận, sinh ngày 20 tháng 10 năm 1983, thường trú khu phố 2, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, đến nhà bạn dậu tại khu phố 6, phường Dương Đông. Sau đó có rủ thêm Võ Phan Quý, sinh ngày 15 tháng 10 năm 1982, thường trú thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, đến dậu cùng. Khi Quý đến, chở thêm thùng loa để hát. Lúc này, Thuận nói đã sai và chỉ uống với Quý một ly rồi nằm ngủ tại chỗ dậu. Một lúc sau, thì Quý kéo loa ra để hát làm Thuận không ngủ được. Đến khoảng 10 giờ, thuận chở danh tài sinh năm 1990 ở xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang đi Hàm Đinh để nhậu. Đến khoảng 18 giờ 15 nhận được cuộc gọi của Quý hàng đánh nhau tại phía trước khu vực tòa án nhân dân thành phố Phú Quốc. Đến chỗ hẹn, Quý cùng Thuận vào bách hóa xanh mua hai cây dao với giá 180.000 đồng. Đến chỗ hẹn, Quý cùng Thuận và Danh Tài đứng nói chuyện rồi xảy ra xô xát khiến Quý tử vong. Sau đó Thuận chở Danh Tài về nhà. Tiếp nhận tin báo, ban chỉ huy công an thành phố Phú Quốc đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp cùng với tổ công tác 108 công an tỉnh Kiên Giang truy bắt hung thủ. Biết không thể trốn thoát, Thuận đã đến công an phường Dương Đông đầu thú.